Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người hai sản phẩm mới mà mình mới mua được ở trên Lazada. Vâng, sản phẩm đầu tiên của mình đó là chính là một chiếc áo vest đến từ shop mũi đôi, chứ không phải là shop núi đôi. Và một sản phẩm thứ hai nữa là một đôi giày cũng đến từ trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đôi giày của Bình An. Đây, mình đã bóc rồi đây. Đó. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Vâng, bây giờ thì mình sẽ bóc hộp chiếc túi này ra. Đó, vứt ni lông đi. Và chiếc áo chúng ta đã hiện ra. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rõ là sự nhầu nhĩ của chiếc áo mới. Và màu của nó là màu cà phê nhá, màu kaki trắng. Áo còn có cả mác luôn. Kỹ vào đây. Đó là mác Zara. Zara Fashion, nhưng mà hàng này không chắc là hàng Zara đâu. Cũng không cần phải quá để ý. Nhìn vào chất liệu của nó này thì chúng ta sẽ thấy được là nó rất là mỏng nhẹ. Áo này chủ yếu là dạng áo khoác nhưng mà có cổ vest, rất thích hợp cho ai mà cần mặc áo vest ở những nơi sang trọng nhưng mà lại không muốn là mình phải mặc những chiếc áo vest mà nó rất là dày cộm. Hãy nhìn chi tiết vào chiếc áo này này. Các bạn có thể nhìn thấy đường kẻ chỉ này, tất cả này, nó được giấu kín luôn nên là sẽ không sợ mà chúng ta bị lộ đường chỉ ra. Các đường may rất là chắc chắn. Trong đây các bạn nhìn rõ đường chỉ này, này thấy không thấy gì cả. Vâng, còn đường gấp khúc áo cúc đây nữa. Vâng, nhìn rất là chắc chắn. Còn cái hai cái lỗ khuy sỏ đây thì vẫn chưa được bị khui tổn ra, vẫn là hàng mới nguyên zin các bạn. Các bạn nhìn nguyên zin. Để tôi đưa một chiếc mặc áo vào để cho các bạn xem rõ hơn. Vâng, và bây giờ chúng ta đã review xong cái áo vest này. Vậy thì tôi sẽ thế chỗ nó bằng chiếc giày. Cứ áo đi. Chiếc giày của chúng ta tôi sẽ bóc mới luôn. Chiếc giày này là chiếc giày màu đen. Vâng, nó là đen bóng thuộc công sở. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Góc cạnh này, giày gặp ánh sáng rất là bóng luôn. Vâng. Và chúng ta sẽ tháo cái mút ở bên trong ra. Cái mút này thì sẽ để dành cho các chị em. Đây, chị em rất cần cả giấy nữa. Chúng ta vứt hết đi. Được quá, rồi. Bên trong rất cần, trong giày hơi tối. Còn cỡ số của nó thì nhìn thấy đây là cỡ số 43. Đường ở mặt sau này, các viền chỉ này. Thấy rõ chưa? Đây, các viền chỉ ở đây. Và giày bóng này, nhưng mà giày bóng sau vừa mới mua mới không? Sao lại thấy có cái vết ở đây, vẹt vẹt ở đây này. Vâng, đây, đế ở dưới đây, đế cao su này. Cao su này thì theo tôi đánh giá là cao su thường thôi, nó không phải như là đế kép hay như mấy cái giày chỉ khác với cái giá tiền mà được sale off như thế. Vâng, và trong này thì cũng có là lớp lót tôi đánh giá khá mỏng. Da giày cũng thế, ở đây khá mỏng. Với số tiền chúng ta bỏ ra để có thể sở hữu được ngay đôi giày này. Vâng, và bây giờ tôi sẽ trên chân nó luôn. Vâng, chân tôi đây. Và tôi sẽ thử đi vào. Nhưng mà rất tiếc là lại nhầm giày. Nhầm giày này. Đây, giày này mới đúng cơ. Vâng, tôi đang xỏ chân vào. Rất là khó khăn. Có lẽ đi đến sáng mai cũng chưa xong. Không, đã xong rồi. Giờ tôi đã được trên chân. Rất là thoải mái. Đây là phần đã được đi giày. Ok. Bên trái. Đôi chân không tấp để dành cho một chiếc giày. Còn lại.
xem ra tôi cũng khá là khó khăn khi đi chiếc giày này. Xin các bạn ít phút. Hôm nay tôi đã đi được chiếc giày trên chân rồi. Cũng khá là thoải mái luôn. Có gian đủ kiểu, các bạn nhìn thấy mũi giày. Đấy, tôi đang cọ quậy đây. Và chiếc giày bên phải đây. Như vậy là hôm nay là tôi đã đánh giá xong về cái đôi giày này cho các bạn, cỡ giày số 43. Còn rất nhiều màu khác đấy nhá. Tôi thích chọn giày màu đen bóng. Các bạn có thể chọn màu khác, kiểu là cái dạng màu mà cái sự va đập của các màu sắc vào với nhau ấy, tạo nên một cái sự chấn động mạnh để tạo ra một cái màu sắc mới. Cái màu đấy có thể chuyển màu, nó gọi là gradient. Các bạn có thể chọn những cái màu như thế, màu của hot của tương lai ấy. Màu giống như mấy cái điện thoại bây giờ ấy, của bọn khựa ấy, chuyển được màu luôn. Như vậy là clip mà đánh giá về mua sắm hai cái sản phẩm Outfit cùng với giày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem.